Năm 2003, hơn 30 giám đốc công ty xăng dầu từ khắp các tỉnh thành về Hà Nội tham dự cuộc họp định kỳ của tổng công ty. Trong bữa cơm trưa, ông tổng giám đốc đột ngột nói: "Cảm ơn các giám đốc đã về họp. Các bạn cứ việc vui vẻ nhé, tôi có cuộc họp gấp ạ." "Xin chào." Một giám đốc tò mò hỏi: "Cuộc họp gì mà quan trọng thế, đích thân sếp phải đi vậy?" Tổng giám đốc đáp ra: "Họp bên vật giá." Nghe vậy, vị giám đốc này lặng lẽ ra ngoài gọi ngay cho phó giám đốc của mình và chỉ đạo: "Em tạm dừng giao dịch bán các hợp đồng mới trong chiều nay và thu gom mua xăng dầu từ các vùng lân cận ngay lập tức cho anh." Chỉ thị nhanh chóng được thực hiện. Ngày hôm sau đó các bạn, công ty này lãi to khi giá xăng dầu tăng vọt. Có hơn 30 giám đốc đều nghe thông tin là tổng giám đốc đi họp bên vật giá, nhưng chỉ có một người nắm bắt cơ hội dự báo được giá xăng dầu sẽ tăng và hành động nhanh chóng đem lại lợi nhuận cho công ty mình. Bài học này, nắm bắt và sử dụng thông tin một cách chính xác và kịp thời là chìa khóa để thành công. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách quản lý và khai thác thông tin. Bạn cần phải đảm bảo thông tin có hiệu lực thỏa mãn 5 yếu tố sau. Thứ nhất là chính xác, thứ hai là có giá trị về thời gian, thứ ba là có chỉ báo cơ hội hoặc rủi ro, thứ tư là có thể khai thác phù hợp với bối cảnh của mình, thứ sáu là không phải thông tin linh tinh hỗn độn mà nó có tính hệ thống phản ánh đặc trưng hiện tượng để làm căn cứ ra quyết định. Vậy doanh nghiệp vừa và nhỏ nguồn lực thì ít, gặp khó khăn về việc quản lý và khai thác thông tin hiệu quả. Vậy phải làm thế nào đây? Đừng lo, bạn hãy áp dụng ISO 9001. Nó giúp quản lý tri thức là trao đổi và kiểm soát thông tin có hiệu lực, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý sẽ giúp doanh nghiệp của bạn khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Hãy đăng ký theo đường link kèm theo.